Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tự Cổ Chí Kim. Thành lập 6 hầm vũ khí cung cấp cho quân đội, tạo hơn 20 cơ sở nuôi cán bộ, chăm sóc thương bệnh binh, 3 lần bị địch bắt với những màn tra tấn tàn khốc, hiểm độc, nhưng không khai một lời. Tất cả những điều đó đã tạo nên huyền thoại về nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai với biệt danh là con thoi sắt. Và sau tất cả, một cái kết đẹp đã đến với người nữ biệt động Sài Gòn anh hùng này. Dấn thân hoạt động cách mạng. Nguyễn Thị Mai sinh năm 1943 ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Khi vừa qua tuổi trăng tròn, Mai theo anh hai đi làm giao liên cho huyện đội. Thế nhưng đó chỉ là thời điểm Mai được tổ chức giao nhiệm vụ chính thức, còn thực tế là cô đã làm giao liên từ khi mới lên 9 tuổi. Cụ thể, Nguyễn Thị Mai giúp mẹ bán bánh giò tại chợ, bến đò và bến xe, và trong những chiếc bánh giò đó có cả mật thư và truyền đơn. Để xây dựng lực lượng hùng mạnh, lãnh đạo biệt động Sài Gòn ra định lệnh cho các cơ sở địa phương bố trí thêm người. Đơn vị biệt động 90C cử người về tận Đại Lộc để tuyển quân. Trong lần ấy, cô gái 22 tuổi Nguyễn Thị Mai đang làm giao liên đắc lực cho huyện đội Đại Lộc đã lọt vào tầm ngắm của đội biệt động 90C. Lênh đênh gần chục ngày trên biển, con tàu đưa Mai vào đến Sài Gòn. Bữa cơm đầu tiên của cô giao liên quanh năm trên đất là cơm trắng, cải chua và mắm cải. Trước giờ, Mai chỉ biết có khoai lang, khoai mì và hột mít luộc. Lần đầu tiên trong đời, cô có một bữa ăn ngon đến thế. Hôm sau, có người mang đến đôi dép để Mai tập dùng, vì trước giờ toàn đi trên đất. Thậm chí, nữ chiến sĩ cách mạng quê ở Quảng Nam này còn thích thú cực độ khi nhìn thấy đèn đường ở Sài Gòn và thắc mắc rằng, không biết người ta thắp đèn bằng dầu gì mà sáng quá. Mỗi sáng sớm, Mai lên chợ Củ Chi để gặp người mặc áo đỏ. Theo căn dặn của chỉ huy, chỉ cần có người mặc áo màu đỏ, đưa gì thì mang về cái đó. Ban đầu bản thân Mai chỉ biết làm theo lệnh, không biết người đưa đồ cho mình là ai, trong đó có thứ gì. Những lần sau đó khi đã thạo việc, người trong đơn vị mới bật mí, đó là tài liệu mật hoặc vũ khí của biệt động Sài Gòn gia định. Mất nó có nghĩa là mất tất cả. Với chất giọng xứ Quảng đặc sệt, thân hình của một vận động viên thể thao, Mai khi thì hóa thân thành người nông dân, hàng ngày vác cuốc liềm đi làm đồng. Khi thì đẩy chiếc xe đạp, trên xe lúc quả mít, khi trái thơm, củ khoai mỡ, nhưng trong ruột toàn kíp nổ, vũ khí. Ngay cả bánh xe đạp cũng được nhồi thuốc nổ đưa về cơ sở. Lúc Mai lại trong vai người đem rau từ quê lên phố bán cho dân thị thành. Cứ vậy, nhờ sự khéo léo của Mai, từng chuyến vũ khí được chuyển chót lọt từ Hóc Môn Củ Chi về tới nội thành. Đầu năm 1965, chiếc xe lam y ạch chở đầy khách và những giỏ hàng từ chợ Phước Thịnh Củ Chi chạy đến cầu Sáng thì tốp cảnh sát trong trạm lao ra ngăn chặn. Tất cả hành khách bị dồn xuống đường, trong đó có Mai. Tại đây, Mai bị kiểm tra cả người. Trước nguy cơ tập đơn tuyên truyền cất giấu trong người bị phát hiện, Mai đã quyết định hành động, lấy chúng ra đưa vào miệng nhai, hòng nuốt xuống bụng. Mấy tên cảnh sát lao đến bóp cổ, banh miệng Mai móc xấp giấy ra. Nhưng lúc này thì tất cả đã nhào nát. Lúc bị bắt, trong người Mai có 9 lá thư bí mật của anh em và 30 kíp nổ trong giỏ đựng khổ qua. Cũng kể từ đây, những ngày tháng sống cảnh địa ngục trần gian của nữ giao liên bắt đầu ập đến. Rơi vào địa ngục trần gian. Bị giam giữ tại bốt hàng keo, địa điểm khét tiếng với những tên đồ tể nhà nghề cùng hình thức tra tấn man dợ, nữ giao liên Nguyễn Thị Mai đã trải qua hầu hết các loại cực hình tàn khốc nhất. Nó đánh đá hả hê, rồi nó kẹp vào hai bên ngực, hai bên tai tra điện. Mình chết tươi rồi nó tạt nước cho tỉnh lại, nó tra tiếp. Rồi chúng lấy tăm chống hai mí mắt lên, dùng đèn pha công suất lớn chiếu thẳng vào. Nó nhức nhối như muốn nổ hai con người ra ngoài, đầu óc quay cuồng. Bên tai tôi nghe văng vẳng những câu hỏi cung: vũ khí này mày chuyển đi đâu? Chỉ huy của mày là ai? Đồng đội của mày tên gì? Đơn vị mày đóng ở đâu? Trước sự kiên cường của nữ biệt động Sài Gòn, quân địch quyết định dùng đến tuyệt chiêu tra tấn khét tiếng của bốt hàng keo. Rắn lươn được điều chuyển đến phòng cực hình. Một màn tra tấn bỉ ổi của bọn ác ôn được sắp sẵn để nhắm vào cô gái đang tuổi xuân thì. Cả lũ cười hả hê trước sự quằn quại đau đớn của người con gái không mảnh vải che thân. Mai cắn răng chịu đựng rồi cô ngất lịm đi. Những lúc đau đớn tột cùng ấy, Mai luôn nhớ lại lời mẹ dặn trước lúc nam tiến để cố gắng vượt qua, quyết không khai, quyết không phản bội tổ chức, đồng đội. Sau đó, chúng lại tiếp tục màn tra tấn mới với tên gọi đi tàu bay. Bọn giặc cột hai chân Mai treo ngược lên để đánh đập khảo cung. Một lúc sau, móc khóa long ra và Mai rơi xuống, đầu đập vào nền xi măng bất tỉnh.
Tôi bị nứt sọ và để lại di chứng thần kinh thường xuyên bị co giật cho tới bây giờ. Nó bảo đi tàu bay là như vậy đó. Một lần nữa phải chào thua nữ Việt Cộng. Bọn chúng lồng lộn như con thú dữ, tiếp tục màn tra tấn nhưng vẫn không làm Mai cạy răng nói nửa lời. Không kết được án, chúng phải ghi vào hồ sơ là án mù. Trước một nữ chiến sĩ gan góc kiên trung, bọn ác ôn phải bỏ cuộc. Mai được đưa vào bệnh viện Chợ Quán. Vị bác sĩ khám bệnh chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi rằng: các ông tra tấn thế này thì chúng tôi không có khả năng chữa trị. Rồi họ đưa cô qua bệnh viện Nguyễn Thái Học, nay là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vài ngày sau thấy bớt đau, Mai tháo còng trốn viện, men theo đường rừng trở về căn cứ trong sự xót thương nhói đau của tất cả đồng đội. Biệt danh con thoi sắt. Về lại căn cứ, Mai bật khóc vì mừng, chẳng thèm nhớ đến những vết thương đang còn hiện hữu. Sau thời gian dưỡng thương, ý chí kiên cường, lòng căm thù giặc trong cô lại càng thêm mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Lúc này, Mai cũng học được thành thạo bắn súng ngắn bằng hai tay và kỹ thuật sử dụng nhiều loại vũ khí khác. Mai tiếp tục được tổ chức phân công với đơn vị biệt động 90C, nhập vào tổ chiến đấu với anh Bảy Lùn và Võ Triết. Thời ấy, từ đường Lê Văn Duyệt, chợ Ông Tạ đến Bến Thành, không ít người khiếp sợ cái biệt danh ba xe ngựa, một tên chỉ điểm gây không ít tổn thất cho lực lượng cách mạng. Nhiệm vụ cấp bách lúc này được giao cho Mai là tiêu diệt tên chỉ điểm ác ôn này. Sau khi theo dõi hành tung của ba xe ngựa, Mai quyết định hành động. Vào một buổi sáng, chiếc xe gắn máy Mobilet do Bảy Lùn điều khiển chở Mai dừng ngay trước cửa nhà ba xe ngựa. Bình thản bước đến, Mai cất tiếng gọi: anh ba ơi, có mấy người khách nè, ra chở đi anh. Tưởng có khách kêu chở đi đâu, ba xe ngựa lật đật chạy ra. Cánh cửa vừa hé, ba xe ngựa lĩnh chọn phát bắn từ Mai và gục xuống ngay cửa. Tuy lần ám sát này không lấy mạng được tên chỉ điểm độc ác, nhưng cũng khiến hắn không dám ngựa quen đường cũ, lặng lẽ đưa gia đình lẩn trốn đi nơi khác. Trong giai đoạn này, những chiếc thiết giáp ngày ngày chở lính đi càn, lùng sục bắn phá và tàn sát nhân dân ta ở vùng căn cứ Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh, Đức Hòa. Chiều tối, đoàn xe lại lũ lượt kéo về bãi xe hậu cần nằm ở gần khu vực ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình. Đội biệt động Sài Gòn quyết định thực hiện mục tiêu tiếp theo nhắm vào các cỗ xe sắt. Trong vai tình nhân của Bảy Lùn, Mai đã tiếp cận và 4 lần cho bãi xe này ăn lựu đạn. Sau nhiều chiến công lập được, Nguyễn Thị Mai cùng với đội biệt động Sài Gòn tham gia vào những trận đánh rực lửa không thể nào quên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, trận đánh trên cánh đồng Tân Tạo hay trận bão lửa ở ngã tư Bảy Hiền. Với tinh thần gan dạ, sự nhanh nhẹn dứt khoát trong chiến đấu, Mai được mọi người đặt biệt danh là con thoi sắt. Chuyện tình cảm động thấu trời xanh. Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động bị tổn thất nặng nề. Mai vào lại nội thành gây dựng cơ sở. Trong một lần dẫn binh từ nội thành ra căn cứ, mến cái nết, thương cái tình đồng hương, Huỳnh Kiều, chàng trai xứ Quảng đã đem lòng yêu cô. Một lần đi công tác, Kiều dò hỏi về lý do mà Mai vẫn cô đơn lẻ bóng. Mai chỉ lặng lẽ thở dài. Thực tế, chị không dám nghĩ tới chuyện chồng con sau lần bị địch tra tấn dã man, bởi chị nghĩ đời con gái của chị đã không còn, khả năng làm mẹ không có, nói chi đến hạnh phúc. Nhưng chàng trai Huỳnh Kiều thể hiện rõ quyết tâm và nằng nặc đòi cưới Mai. Mấy anh chị trong ban cán bộ buộc Kiều ký đơn cam kết nhất trí sống trọn đời với Mai, và anh đồng ý liền. Năm 1971, khi chưa kịp tổ chức hôn lễ thì cả hai nhận lệnh đi chiến đấu. Mai thì vàm cỏ đông, Kiều hành quân qua Tây Ninh. Thời gian sau, Mai bị bắt. Một lần nữa, Mai lại cận kề cái chết với những trận đòn thủ. Không khai thác được gì, bọn địch một lần nữa phải khép lại với án mù, rồi đày Mai xuống nhà giam Thủ Đức. Hơn năm sau, Mai được thả ra. Với thân hình tiều tụy, Mai lại men theo đường rừng trở về căn cứ. Đến nơi, vừa thấy Mai, mọi người ôm cô khóc. Kiều đứng giữa, anh sờ từng vết sẹo, từng vết bỏng trên cơ thể của Mai, như để cảm nhận nỗi đau mà người yêu mình phải chịu đựng. Đầu năm 1973, một đám cưới đơn giản được tổ chức ở căn cứ. Những tưởng sau những trận đòn thù, Mai không còn khả năng làm mẹ. Nhưng không, mầm sống đã từng ngày lớn lên trong cơ thể của cô. Không một ai trên căn cứ tin đó là sự thật. Tròn một năm sau ngày cưới, Mai sinh đứa con trai đầu lòng Huỳnh Đức Dũng trong niềm vui khôn xiết. Nhiều đồng chí cán bộ cấp trên băng rừng đến chúc mừng Mai. Mai sung sướng đến khóc ngất. Cưới xong, anh Kiều đi công tác biển biệt. Hay tin vợ sinh con, anh cũng nhảy cẫng lên, ca hát nghêu ngao suốt cả ngày. Tin Mai có con lan nhanh từ căn cứ về cơ sở ở Sài Gòn. Mọi người cho rằng với Mai đã chịu nhiều đau khổ, hy sinh và mất mát, niềm vui được làm mẹ, ấy là phép nhiệm màu. 10 ngày sau khi sinh, đúng 6 giờ sáng, Mai bồng con từ bầu nổ về bến xúc Bình Dương. Sức khỏe còn yếu,
Mai đi giữa làn bom đạn không ngớt, vừa đi vừa trốn dưới hầm nên mất mấy tháng sau Mai mới ra đến căn cứ của sư đoàn 9. Trên chiếc xe của sư đoàn 9 từ Bình Dương về thẳng sân bay Tân Sơn Nhất và đúng trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 có hai mẹ con Mai. Người Mai lâng lâng, một niềm vui khó tả khi cờ giải phóng phất cao ở khắp nơi. Chiến công vang dội ấy có sự đóng góp một phần xương máu của mình của biệt động Sài Gòn Gia Định. Sau giải phóng, cậu con trai thứ hai chào đời. Với cấp bậc chuẩn úy, bà được biệt phái về nhà máy thuốc lá để huấn luyện công nhân tự vệ. Năm 1979, di chứng đòn tra khảo năm nào hành hạ nên bà xin nghỉ mất sức. Vợ chồng bà dắt díu hai con về gần chợ Bà Hoa, nơi có đông người Quảng Nam quê hương của bà, đồng thời cũng là vùng có nhiều cơ sở của ta hoạt động thời trước để sinh sống. Tháng 3 năm 2024, trái tim của nữ biệt động Thành với biệt danh con thoi sắt đã ngừng đập. Với nhiều chiến công oanh liệt, bà đã được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công, huân chương kháng chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.